Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật thông tin vui, đó là Tuyết Nhung cùng với Trường Sang đã thông báo thông tin vui trên trang cá nhân của mình. Mới đây thì Tuyết Nhung đã thông báo thông tin vui, đó là show diễn vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Countdown chào năm cũ đón năm mới của đàn gà con, đó là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Giuno, Trường Huy cùng với Khánh Linh. Đêm diễn đó với những ca khúc mới đã được sự kết hợp của các bạn trẻ, một đêm nhạc rất nhiều ý nghĩa tổng hợp cuối năm. Đàn gà con đã thể hiện rất tuyệt vời những ca khúc mới, sự kết hợp của hai cặp đôi áo màu đỏ, áo màu vàng đã làm cho rất là nhiều cô chú anh chị khán giả khi xem chương trình này rất là vui. Một năm cũ trôi qua, năm mới lại đến. Hứa hẹn đàn gà con sẽ có nhiều sản phẩm mới cũng như những show biểu diễn trong thời gian sắp tới. Thì mới đây, Tuyết Nhung thông báo thông tin vui, đó là bài hát trong đêm diễn chào năm cũ đón năm mới của Tuyết Nhung sẽ được trình chiếu trên kênh YouTube của Tuyết Nhung. Cụ thể, Tuyết Nhung chia sẻ những bài hát bé Nhung hát trong đêm 31 tháng 12 vừa rồi lần lượt đã có trước một bài rồi nhen. Cả nhà bấm vào kênh YouTube của Tuyết Nhung đón xem cả nhà ơi. Và đây là bài hát Tuyết Nhung thể hiện, đó là Tuổi Xuân Con Gái, sáng tác của Trịnh Lâm Ngân. Vào lúc 19 giờ tối nay, tức là 7 giờ tối ngày 3 tháng 1, trên kênh YouTube của Tuyết Nhung sẽ chính thức công chiếu bài hát Tuổi Xuân Con Gái, là một trong những ca khúc mà Tuyết Nhung trình diễn trong đêm nhạc vừa qua tại phòng trà Đồng Dao. Countdown chào năm cũ đón năm mới Giáp Thìn 2024. Đây là bài hát đầu tiên sẽ được Tuyết Nhung công chiếu trên kênh YouTube của mình. Hình ảnh của Tuyết Nhung, cô chú anh chị thấy Tuyết Nhung rất là xinh đẹp, rất là rạng rỡ, tự tin hát bài hát Tuổi Xuân Con Gái. Hiện tại rất nhiều cô chú anh chị đã vào đăng ký kênh cũng như chờ xem bài hát này. Vì vậy cô chú anh chị chưa đăng ký kênh, hãy vào kênh của Phạm Tuyết Nhung Singer để đăng ký kênh, cũng như bấm vào quả chuông để chờ đợi bài hát này của Tuyết Nhung sẽ được công chiếu vào lúc 19 giờ tối đêm nay. Và đừng quên cài view cho Tuyết Nhung nhé cả nhà. Cách thức cài view là cô chú anh chị vào kênh của Tuyết Nhung, chúng ta xem một lần, xong hết chúng ta đừng tua lại, chúng ta hãy thoát ra ngoài và tiếp tục quay trở lại vào kênh của Phạm Tuyết Nhung Singer. Chúng ta coi lại, như vậy sẽ tính được một lượt view, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến kênh. Vì vậy cô chú anh chị hãy cài view cho Tuyết Nhung để Tuyết Nhung có thêm nhiều động lực để tiếp tục ra mắt những cái bài hát mới, ca khúc mới, MV trên kênh YouTube của mình. Thì Tuyết Nhung cũng đã thông báo thông tin vui đến với cô chú anh chị, đó là hiện tại Tuyết Nhung đang quay MV cùng với Dắt Long. Dắt Long là một người anh sẽ kết hợp với Tuyết Nhung ra mắt MV, vì trước đây cả hai cũng kết hợp với nhau cũng trong phòng trà Đồng Dao, Đêm Tâm Sự, một ca khúc đã thể hiện rất tuyệt vời. Vì vậy lần này Tuyết Nhung sẽ lần đầu tiên ra MV cùng với Dắt Long. Hiện tại thì rất là nhiều cô chú anh chị cũng mong chờ sự kết hợp này của Tuyết Nhung và Dắt Long sẽ mang lại một luồng gió mới cho rất là nhiều cô chú anh chị khán giả. Thì Tuyết Nhung cũng đã quay MV cùng với Trường Sang. Hiện nay thì MV của Trường Sang, Tuyết Nhung ca khúc gì thì chưa được tiết lộ, nhưng
đã được ekip chuẩn bị và cũng sẽ công chiếu trong thời gian sắp tới. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, cô chú anh chị sẽ xem được MV của Tuyết Nhung cùng với Trường Sang, rồi MV của Tuyết Nhung cùng với Dạ Long. Đó là một điều rất tuyệt vời, phải không cô chú anh chị? Và thông tin vui từ Trường Sang, đó là việc trên kênh YouTube của mình, Trường Sang cũng đã chính thức công chiếu một ca khúc mà Đàn Gà Con đã thể hiện trong đêm nhạc vừa qua. Đó là ca khúc Mẹ ơi mai con về, với trình bày của Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno cùng với Trường Huy. Đây là một ca khúc nghe rất là xúc động. Ca khúc này thể hiện thì rất là nhiều cô chú anh chị lại rớt nước mắt và nhớ về người mẹ của Đàn Gà Con. Đó là một ngôi sao giàu lòng nhân ái xuất hiện chỗ trần gian, đó là ca sĩ Phi Nhung. Vì vậy, bài hát Mẹ ơi mai con về thì rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đã bình luận như thế này: Đàn Gà Con rất dễ thương, sống tình cảm, yêu thương, chia sẻ, chúc các con thành công. Nghe hay quá, mấy bạn nhỏ hát với nhau nghe rất ngọt ngào, ấm áp. Thích nhất bài hát của mẹ Nhung mà Tuyết Nhung hát, giọng hát rất ấm và truyền cảm. Mẹ Phi Nhung sẽ vui, cố lên các con nhé. Tuyết Nhung thật tuyệt vời, dòng nhạc nào con hát cũng rất hay. Chúc mừng con năm mới phát triển và thành công trong sự nghiệp. Tuyết Nhung hát hay quá, con gái yêu, giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, rất giống mẹ Phi Nhung. Năm anh em đã thể hiện ca khúc này, đã trưởng thành qua từng show diễn, chỉnh chu, mượt mà hơn trong việc thuộc lời bài hát cũng như cách phân bổ bài hát trong suốt chương trình. Làm chủ được sân khấu, vừa diễn vừa hát rất tự nhiên. Chúc mừng mini show của Đàn Gà Con. Nghe hay, nhìn các bé ở phòng trà Đồng Dao, thấy thương các bé lắm. Một sự đoàn kết của anh em làm mọi người rất nhớ ca sĩ mẹ. Các bé giờ đây đã trưởng thành, đêm ca nhạc cuối năm chào năm cũ, đón năm mới ấm áp vui vẻ. Chúc các bạn trẻ năm mới vui vẻ bình an và có thật nhiều show các bạn nhỏ nhé. Đó là những lời chúc mừng của cô chú anh chị, rất là nhiều lời chúc mừng tiếp tục gửi đến với các bạn trẻ trong đêm nhạc chào năm cũ, đón năm mới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.